đó là nó phải lại là người trực tiếp giành giật cái căn nhà này. Đúng vậy, và nếu là người liên quan. Dạ. Bởi vì nếu như mà chị đó mà mặt dày thì chắc có lẽ là không có giành được căn nhà này đâu. Ừ. Đúng không? Nên sao là có. Nên là cái vụ Đà Lạt đó là chưa đủ để là cô ấy không đến, đúng không? Chắc chắn là hôm nay chị sẽ đến. Làm nhiều khó là ở đây. Dạ, không dám luôn hả? À, theo chú thì ai đứng phía sau của khoe để chỉ điểm rồi chú? Cao Túng chiếm nhà chú. Chỉ điểm sao? Ý là để gọi là hòng chiếm căn nhà này chú. Ý là cái mục đích để chiếm căn nhà này với cái dụng ý gì, hay là ai đứng đằng sau để giật dây hay không? Cái mục đích này á, kẻ giật dây là kẻ đứng qua bên nước ngoài. À, nước ngoài. Cái thằng già xe thằng đó, cái thằng gì từ Pháp á. Sạc pin đó đó hả? Thằng đó là cái thằng mới gọi là cái thằng coi như là chủ mưu chùm cuối. Vậy là bây giờ chỉ đứng ở đó giật dây thôi. Đúng vậy. Chứ làm sao mà nó đâu có liên quan gì trong gia đình của người ta. Đúng rồi. Nó là cái gì? Nó là người ngoài chứ nó đâu có gì trong thành viên trong gia đình của người ta đâu. Đúng chưa? Thì đương nhiên nó có những cái gì nó dịch ra cho những người ở bên đây. Nó làm cho gia đình người ta xáo trộn hết rồi, làm mất hết cái thân dân của cậu nó. Dạ. Chủ yếu là có kích động hả? Mấy chục năm chờ cậu nó dày dựng là một cái nổi tiếng của ông Hoàng mà bữa nay nó đạp đổ của cậu nó hết. Dạ. Nó bôi nhỏ hết tất cả những hình ảnh của cậu nó. Thế là cũng chỉ vì tiền đúng không? Chỉ vì tiền vì lòng tham. Chỉ một cái chữ tham thôi. Tham. Vậy nên mới nói bây giờ muốn nổi tiếng, muốn thành người bây giờ ấy. Cái vấn đề đây là đạo đức không có thì làm sao mà có ai ủng hộ được. Năm lúc là chị ta cứ soi nghề mà người ta đã nói là cái tâm nhẫn đức mà không có lấy đâu mà đi làm nghề. Yeah. Bây giờ đi bán còn chưa được nữa, nhiều khi không phải nói xin lỗi, mình nói đi ra bán giấy số chắc đem giấy số về luôn. Bây giờ mặt là ta ghét tao luôn. Vậy mà nó bán nó bò ngày mấy trăm tô mà. Cháu đang nghĩ á chú, cháu đang nghĩ là bây giờ sắp tới đây á, sắp tới này là cô hai mẹ con nó sẽ làm một cái sân khấu mini cho cái quán bún bò đó, là sẽ cho cô ấy là về hát cho khán giả đấy. Còn mà cái live show gì của ông Bảy mà ông mở sân khấu đó hỏi chú nè. Cái đó mày sân khấu cái gì mày sân khấu, cái đó là một cái kho. Kho mơ của Thái Hoàng đúng không? Thằng mở đường Kinh Dương Vương. Đúng rồi, Kinh Dương Vương đó. 97 sạc hai trời, chú chạy taxi ở trong đó mà chú không biết. Cái đó làm gì cái sân khấu. Mướn một cái kho của người ta dựng lên chứ sân khấu đâu. Sân khấu là giống như là ở Hồng Liên á, đó là một cái sân khấu. Còn cái kia là cái kho thôi. Chỗ chị Ba Bình Tinh đó đúng không chú? Đúng vậy, cái chỗ mà nhà hát Hồng Liên á, đó là mới là đúng là một cái sân khấu. Ghế giống như là của thằng Hùng Minh á, Minh Nhí á, đó là một cái sân khấu. Còn cái live show của thằng nhà này, cái thằng chủ, cái thằng giữ cái thằng đó là chẳng qua là nó cái kho, nó là cái sân khấu thôi chứ không phải sân khấu chuyên nghiệp đâu. Công nhận thấy căn nhà này cũng rộng quá, mấy tầng này thì bây giờ theo nhiều người nói là sẽ phải có sự đánh đổi, một là có khán giả, có pha đồng, hai là có tiền. Nên hai mẹ con là quan trọng là phải có tiền, có nhà thôi chứ quan đâu quan trọng khán giả đâu. Thì là bỏ hết khán giả, bỏ hết pha đồng rồi. Mà nó có lấy được hay không mới là quan trọng. Thì đấy mới nói, giờ nhà thì mất tất cả luôn, không có cái gì nữa. Nó có lấy được hay không mới là quan trọng. Cái đó là hệ lụy của chuyện tha của chú ơi. Theo như anh thì anh nghĩ là sạc pin hay là tiền áo có dám mò về Việt Nam một lần không? Nó có là về nó cũng trốn rồi. Không dám mò mặt thẳng mặt đâu không? Thẳng này vậy? Không dám công khai chú ha. Về lén về lúc đó hả? Mấy em á, coi cái kênh của thằng 84 cao á, thằng nói gì chứ nó giỏi. Cái em trai 84 cao á, tại sao? Nó là ngành bên ngành an ninh nữa kìa. Nó là bên công an mà, nó an ninh nó ra, nó là kỹ sư của bên công nghệ mà. Đâm ra nó giật ra, thấy không? Đó cô chú thì hiện tại bây giờ là anh Thái cũng đi ra ngồi công việc nha cô chú anh chị. Thì bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng nha cô chú. Đó thì hôm nay là ngày 5 tháng 12 nha cô chú anh chị. Thì một xíu nữa đây á, là cái bên nhóm que kia nó cũng sẽ là ra nhà chị Loan để thẩm định căn nhà này nha cô chú. Thì thẩm định căn nhà là sẽ giá bao nhiêu tiền á, rồi sẽ đóng án phí nha cô chú anh chị. Đó
buổi sáng ngày hôm nay thì chị Loan dậy rất là sớm nha cô chú. Đó thì em cũng đến nhà chị Loan rất sớm. Em cũng thấy là chị Loan á là cũng có là lâu trên bàn thờ của chú nghệ sĩ Vũ Linh rồi thắp hương đồ ở cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Đo đất á, đo đất nhà bao nhiêu diện tích á, đó là đo rồi quy ra cái giá này nhà này là bao nhiêu tiền, rồi sẽ là đóng án phí. À, cô chú thì cô chú anh chị và các bạn xem video cho mấy anh em của tụi em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ buổi sáng ngày hôm nay á là cũng tình hình rất là nóng rồi đó cô chú. Đó xe cũng có là các cô khán giả cũng ở xa này cũng đi chiếc xe 16 chỗ đến để ủng hộ cho chị Loan buổi sáng ngày hôm nay cô chú. Sáng thì anh Hải cũng dậy sớm để chở vệ sinh và vệ sinh đi học nha cô chú. Đó cô chú thì đây là toàn cảnh của buổi sáng trước nhà chị Loan nha cô chú. Thì sáng ngày hôm nay cũng có một chú lái taxi cũng rất là bức xúc về mẹ con que, cho nên là cũng có đến và cũng có lên tiếng là mẹ con que là được là sự là cái ông ở bên Pháp cô chú anh chị, ông Sạc Vinh á là bày mưu tính kế cho mẹ con que là nhằm muốn chiếm đoạt tài sản của chú nghệ sĩ Vũ Linh đỡ lại cho chị Loan nha cô chú. Đó thì em cũng quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị được xem. Thì cũng mong cô chú anh chị cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú. Thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.